Nhi xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhi nha. Nhi mới vào trong nhà mẹ. Mẹ. Ủa con? Ủa con mới vô hả? Dạ. Con mới vô. Con có mua nước mía. Ai mặc cái áo trắng trắng? Dạ. Phi lật đặt. Con mua nước mía với bánh chuối á, dưới lại có một ít đồ cô chú con gửi tặng cho mẹ á. À, con với mẹ con về mẹ quê chưa? Dạ hôm bữa rồi. Hôm bữa mùng 10 á, sáng mùng 10 á. Sáng mùng 10 là về á hả? Dạ. À, tự nhiên mẹ nghĩ như này. Sao nếu mẹ? Mà có táo thì đâu có dám ở lại lâu. Dạ đúng rồi. Ừ. Mẹ với cô về bữa sáng mùng 10 không con? Dạ. Ý là mẹ định gọi cho con mà mẹ sợ con đi về đường nữa rồi mẹ ngại mẹ không có gọi điện dạ. Con bắt máy á. Dạ. Rồi xong rồi là mẹ với cô về tới nhà tới đồ kỹ hết hả con? Dạ. À. À rồi khi nào cô vô cô chơi hả? Dạ. Chắc qua sân thăm. Rồi mẹ đem bánh tráng lên ăn mẹ. À để mẹ gọt cái dưa cho con chứ. Bánh tráng phải có dưa mới ngon. Dưa leo hay dưa đỏ mẹ? Dưa đỏ đâu mà có. Dưa leo hả? Chứ dưa đỏ ăn Tết về nó hư hết rồi. Dạ. Không còn cái nào đâu mà dưa leo rồi nó cũng hư hư mà giờ ở xa chợ quá mẹ xách đỡ cho con ăn chứ. Chắc con ăn cà giòn. Để được rồi mẹ. Được rồi hả con? Dạ. Con ăn con ăn mẹ làm cho con ly mật nho nha. Con có mua nước mía kìa. Ủa con mua nước mía hả? Dạ. À con biết làm sao mật ngon quá chừng luôn. Vậy hả? À chắc cô con đem về rồi đó. Cô con với lợi mẹ biếu cho bà con đồ mừng mắt. Con chưa hỏi nữa. Thì mẹ uống là mẹ biết. Mẹ uống mẹ biết mà điều mẹ hai chai á mẹ biếu cho bà dì bên kia một chai à. Dạ. Kệ tợ mình ăn mình chia sẻ chứ con. Dạ. Còn chai để mẹ làm cho con uống là con uống con review coi. Dạ. Thấm thấm luôn. Mẹ uống ngon quá mẹ mới cho người ta con chứ dở mẹ không dám cho. Cho bà dì bên kia một chai bà dì cũng mừng. Bà dì bên đó ở nhà giữ cháu không à. Không có mua gì giặt giặt mà để ăn. Dạ. Nên có gì mẹ cũng chia sẻ. Người ta giữ cháu người ta đâu có làm gì ra tiền hả con. À đúng rồi. Để con lấy cá ra chứ để bỏ tủ lạnh chứ để nó hư. Ủa cá gì con? Cá cô chú con gửi cho mẹ á. Có nem nữa nè, nem cục nữa nè. Ờ cô cho nè hả con? Ồ cái này nè. Với lại cái này, chả cá. Ừ. Với lại cái này. Cái này bỏ tủ lạnh đi mẹ, cái gì á? À. Cái gì đúng rồi. Ủa con làm gì trên núi mà anh dắt con về trên đó làm hả con? Đi làm clip á mẹ. Phát quà trên núi á. Quét quà hả? Dạ. Cũng là chuyến xe không đồng á. À. Phát quà núi hả con? Dạ. À. Sao không chở mẹ để cho mẹ phụ? Dạ đủ xe có ông nội đi nữa mẹ. Ủa ông nội đi hả con? Dạ. À để ông nội đi. Có ông nội đi vui má hả? Dạ. À. Xong chưa mẹ? Xong rồi con. Bây giờ là xế chiều rồi. Nhi mua bánh tráng với lại bánh chuối. Còn đây là bánh tráng à, nước mía với lại bánh chuối. Còn đây bánh tráng mẹ mới nhúng. Cuốn dưa leo chấm xì dầu. Mấy mật nha rồi mẹ. Con, mẹ nói này thương mấy bà cô cho thâu làm đá nó ngon ghê. Dạ. Mẹ cũng mừng ghê. Mà lẽ nào mình nói cũng ngại ha. Kệ nó. Lâu lâu rồi mình thấy thâu đẹp quá mình review. Review lên. Ủa chiều giờ mà ăn gì chưa? Canh chiều bây giờ mẹ cũng ăn đơn giản á. Mẹ nhịn nhịn bớt mà. Cho cái bụng của mẹ nó ấy ấy. Như mấy bữa giờ canh chiều mẹ ăn bánh tráng với lại dưa leo đồ mẹ ngủ không được mà. Dạ. Yeah. Ừ. Mấy năm kỳ đó mẹ ăn bánh tráng dưa leo mẹ ngủ không được không mà bây giờ mẹ ăn bánh tráng dưa leo mẹ ngủ được rồi, đâu có cần gì buổi chiều cho nó lăn trọng nữa đâu. Dạ. Yeah. Bây giờ con đây mà hả? Cô cho hả con? Dạ. Yeah. À. Nem này ngon hơn nem hôm bữa mẹ. Ủa nó ngon hơn luôn.
Con xé ra mẹ ăn thử. À nha. Con xé mẹ ăn thử với con. Bữa nay là tới ngày ăn rồi. Bữa nay có nó ngã. À, để mẹ đổ mật nho cho con ăn. Trời ơi, con uống mà con ghiền luôn á. Công nhận mật nhà bà Bảy làm ngon ghê á. Yeah. Ừ. Bà Bảy làm kỹ lắm, bà Bảy cân từng lạng đường. Đây để đây cho con. Con cuốn bánh tráng với cà với dưa leo với lợn cà chua đó, con cuốn ăn ngon lắm. Trời nó mẹ không có gì đãi con uống đó. Bây giờ mẹ ăn thử nem này thử coi. Ừ, nem vừa rồi mẹ cũng cho mẹ ăn ngon rồi mà. Nem đó chưa có ngon nhiều đâu mẹ. Ừ, vậy mà ngon quá chừng luôn, mẹ cho bà dì bà đi kia hết một cây à. Dạ. Ừ. Mẹ thấy tợ bà dì đó quá. À, mẹ cái gì mẹ cũng thấy lấy mẹ ăn với mẹ ngồi mẹ nhớ bà dì nha. Đó. Mẹ cả nhà nha, uống mía với lại ăn bánh chuối, ăn bánh tráng. À, xin mời cả nhà nha. Mẹ uống một miếng nước trà. Mẹ làm ly nước trà rồi mẹ nhảy qua kia mẹ chơi. Trà đá uống ngon lắm con. Cái trà mà con đem vô á, mẹ ngâm. Trong trưa mẹ nấu cơm đi đúng không? Mẹ nấu cơm xong nó bắt đầu mẹ ngâm vô trong cái ly á. Mẹ đổ đem nước. Vô trà nào ta? Trà mà cái gói mà lấy cái để cái thòng cái sợi dây xuống đó rồi để cái sợi dây ra đó, rồi cái trà thì để trong cái ly. Rồi mẹ nấu nước xong rồi mẹ đổ vô rồi mẹ ngâm miếng tới xế mẹ ngủ dậy. Dạ. Rồi xong bắt đầu cứ mẹ bưng ly vậy mẹ đi tới nhà người ta mẹ uống cho vui. Ủa con nói nem này ngon này hả? Dạ. Mà mẹ nghĩ là nem trong ổ kia ngon hơn á. Mẹ ăn thử đi. Ăn thử ăn con. Ừ. Nem này là vừa tới ngày ăn luôn rồi nè. Vừa tới ngày ăn luôn con. À, xin mời. Xin mời cả nhà nha. Con không nhắc bây giờ mẹ nhớ rồi mà. Không con. Chứ làm tới 100.000 người đăng ký mà mẹ chưa nhớ nữa. Sao được? À, sao được đúng không con? Ừ. Trời ơi, mẹ cái trời cho mẹ phụ cho dâu đồ. Mẹ thấy sao mẹ? Mình cũng ngon mà. Mà mẹ suy nghĩ tới lương cái mẹ quên nói với con nhé. Ngon mà. Dạ. À. Ý là mở khẩu vị. Dạ. Mẹ thấy cái kia nó rất là ngon luôn á. Vậy hả? Ừ. Hay là cái này chiên lại con. Cái này mới ở trong, mới gửi vô Đắc Thùy luôn á mẹ. Ừ, con ăn chưa? Chưa luôn. À, vậy cái này chiên mới ngon. Ừ. Còn khi ăn không à. Hồi hôm mẹ làm bánh tráng với là mẹ sắc nửa cây ra mẹ ăn. Ừ. Cuốn ăn ngon quá chừng luôn. Mẹ ăn hết chưa? Ừ? Mẹ ăn hết chưa? Mẹ ăn còn như đây nè. Mẹ cũng cho gì khi là mẹ ăn tiện chứ mẹ sợ hết rồi. Trong đêm không có mẹ ăn. Ừ? Còn đúng bao nhiêu đây nè? Mày đi lên đó nè. Đâu, con đâu có kêu mẹ lấy bánh tráng đâu. Mẹ ăn còn nhiêu đó hả? Ừ. Đúng còn nhiêu đây luôn. Nó để lâu nó khô. Khô hả con? Nó khô. Ừ, canh đêm mẹ sắc ra vậy nè, rồi mẹ cuốn bánh tráng mẹ ăn. Yeah. Bây giờ canh đêm mẹ nhịn cơm bớt. Cái bụng mẹ nó sập sập bớt á con. Bây giờ mẹ nhịn cơm mẹ ngủ được rồi mà. Ở Qua Nhi á, là có làm hai loại nem. Thứ nhất là nem cục này, thứ hai là nem cây to như thế này. Và hai loại này đều quấn bằng lá ổi nha cả nhà. Lá ổi. Còn ở Ninh Thuận hay là ở Nha Trang hay là có một số tỉnh khác nữa là quấn bằng lá chùm ruột. Đúng không mẹ? Ừ. Còn ở đặc biệt ở Bình Định là quấn bằng lá ổi. À. Lá ổi nè. À, lá ổi đó con. Xem thì cả nhà. Ừ. Bây giờ con cuốn bánh tráng nó ăn. Ừ, cuốn bánh tráng cả. Hồi hôm á mẹ sắc ra là mẹ sắc nhỏ nhỏ như này. Dạ. Rồi mẹ lấy cái bánh tráng mẹ cuốn vô mẹ ăn. Mẹ ăn bụng rồi mẹ ngủ, mẹ không ăn cơm nữa. Mà ăn bánh tráng phải có cà chua á. Cà chua mà cà chua loại trái bự á con. Dạ. Mua về cuốn bánh tráng xế rồi ăn ngon đó, mẹ làm vậy ngon không? Ngon hả con hả? Dạ. Ừ. Ủa bữa giờ cái bánh tráng nó vừa mẹ nướng chưa? Mẹ không nướng mà mẹ ăn sống. Ăn sống mà nướng ngon hơn. Nướng ngon hơn. Mẹ cũng hơi làm biến một chút á. Mẹ chưa có nướng. Bữa giờ con ở đó con nướng. Ừ, con ngon ở đó con nướng hả? Ừ. Có mình mẹ buồn. Mẹ bữa giờ mẹ không nấu cơm hả mẹ? Nấu với con. Đó mẹ nấu mẹ ăn trưa, rồi chiều mẹ ăn bánh tráng. Nấu hồi trưa mẹ nấu canh tu đủ.
nem này cũng ngon. Cái này sợ mẹ thấy ngon hơn cái kia á con. Vậy hả? Ừ. Má cái đó má con gỡ ra cô. Cái này cô con gỡ. Ừ. Cô chút. À, cá đâu là cô gỡ đó hả? À. Bữa nay thằng em con nó vô. À. Vô về đó hả con? Vô, dạ. À. Ý là nó có học không? Có học gì mẹ? Nó có đi học không? Nó nghỉ học rồi mẹ. Ủa chứ nó học đại học mà nó nghỉ gì con? Không phải, thằng em con cũng có bổ mà mẹ. À. Chứ không phải thằng em trai con đâu. À. Con cô thứ tư á. À. Nhà nó mới nghỉ, nó mới nghỉ được nửa năm á. Ừ. Cô và bà cô không có tiền cho nó đi học, nó nghỉ luôn. À. Cô bổ là cô bệnh đó hả? Dạ cô bệnh đó. À. Sợ cô đó bệnh. Bệnh thấy cô đó nở lên là cô đó sáng hả con? Ừ. Tại cái trạm là bác sĩ không biết cái bệnh gì chữa không hả? Bệnh tâm lý á mẹ, tâm thần á. Tâm thần á hả? Không chữa được đâu hả? Không chữa hết đâu, chỉ có lên cơn là uống thuốc hay là tiêm thuốc thôi. À. Ông trời ông cho mở người mở cái bệnh căn bệnh khác nhau ha. Cũng bệnh về cái đầu mà đều bệnh tâm thần ha. Mà cô đó bệnh mà cô đó nuôi con nó giỏi lắm mẹ. Ừ. Đi làm chở gạo mướn á. À. Chở, một ngày chở mấy chục bao gạo chứ. Ừ. Chở đi đâu? Có ví dụ như mẹ nhà giàu ơi, mẹ mua gạo mà mẹ không muốn tới lấy. Mẹ kêu đại lý gạo chở tới cho mẹ mà đại lý gạo người ta không có rảnh để người ta chở thì người ta kêu cô con người ta chở. Thì con nói mẹ hiểu ra, như ở đây là mình lấy chiếc xe ba gác máy mẹ chở, mình chở đi một lần, còn cái đó chở từng từng bao bao hả? Đúng rồi, chở bằng xe đạp á. Chết đi. Chừng nào cho xong. Làm từ từ cũng xong rồi mẹ. À. Một bao là được 1.500 hay 2.000 gì đó. Ở ngoài quê con chở cái kiểu đó hả? Dạ. Còn ở trong mẹ đây là hễ người ta mua xong cái ta kêu xe ba gác máy tới người ta quất lên một xe vậy ta chở đi cái ào. Đó, còn về đó là làm gì hả con? Dạ. À. Mẹ không thấy bánh tráng hay mẹ? Con ăn ngay. Con ăn ngay rồi mẹ để bụng chiều à. Mẹ mới ăn ít bánh tráng là mẹ ngủ. Hồi hôm mẹ ăn ít bánh tráng là mẹ cũng ngủ. Dưa liêu nó hơi lâu, nó hơi hư hư ăn được không con? Dạ, kệ nó ăn lâu lâu cũng có cái hư cái đồ cũng có sao đâu con. Chút đỉnh vô chứ. Bữa nay kỳ này mẹ đồ vô thăm mà thấy mập được hết chứ. Dạ. Ừ. Hồi bữa mẹ về có khóc không? Dạ không không. Không khóc không hả? Ừ. Thích có chồng xa, thích có chồng gần gần làng. Thích có chồng thương mình rồi mẹ. À, thích có chồng. Xa gần gì miễn sao người ta thương mình rồi chứ. À, ừ, trời dâu tôi nó nói chuyện còn hơn ngon hơn tôi nữa trời, mây hồn á. À, chồng xa cũng được, gần được, miễn người ta thương là được à. Thương là thương ấy là kinh đêm là ôm hôn đồ à. Cái vụ mà chứ thương kiểu gì. Ồ con nói thương mẹ là la cho mình đó mẹ. À. Mẹ đâu có biết, mẹ nghĩ là tự thấy nghĩ người đàn ông hung là mẹ nghĩ thương thôi chứ. Mà nói chung là mẹ thấy anh hay lo cho con nên mẹ biểu mới biểu anh là cứ con đó thấy lo quá mà nó lo dễ sợ luôn hả? Lo đâu mẹ. Công nhận nó lo cho bồ đồ ghê luôn á. Nó lo gì đâu. Vui quá. Cừ quá chịu không nở. Xa gần gì cũng được, miễn sao lo là được rồi con. Dạ. Tao cười quá. Đi hỏi dâu, đi hỏi xà lơ xà lấn. Hãy mấy hồn dâu nó trả lời cũng hay thiệt.
Mẹ uống mật nho đúng không? Mẹ uống đã rồi. Con á, tao con uống á, ai kêu gì con? Cháu lâu lâu nó vô nó thăm chị nó quay á à. Ủa không thì mày lùa bò mày cho nó ăn đi. Ủa làm gì vậy mẹ? Chú Á lùa bò. Lùa thì lùa chú Á. Không, chú Á có hai đám cỏ luôn mà. Chú Á có cái đám hoài nữa. Ai cho trái bự này Nhi? Trái bự trên rẫy hái về đúng không? Mẹ không phải, mẹ nghi ngờ liền. Chứ ở đâu nè? Hôm bữa hôm qua đi phát quà xong rồi mấy bà con cho. Ờ, phát quà xong mấy bà con cho. Con uống mật nho ơi. À để mày lấy muỗng. Để mày lấy muỗng cho con. Rồi lột cái trái bự coi. Mấy cô cho bự gì ngon không? Mày lấy ra con lột cho. À. Cay quá chừng à. Cay quá chừng hả? Mày dầm mấy trái ớt vậy? Mày dầm ba trái ớt. Mà ai cũng nói, bạn mẹ nói tao khoái mày dầm ớt à. Cay hả? Cay xí hồng xí hầu gì á. Cay dầm ớt cay là ghen lắm hả mẹ? Biết gì? Cứ mấy người nói em bà này bá ghen chồng game này, bá dầm ớt nhưng mà cay xí hồng xí hầu. Tao nói tao đâu có biết ghen hay không, thì dầm phải cho cay ăn chứ tự nhiên dầm không cay sao dầm. Phải không con? Dầm tự nhiên dầm cho cay chứ. Dầm cay lắm. Đi mà đi cục cành làm mướn nọ, mấy người đó thích mẹ dầm ớt kìa. Mấy bà nói thích mày dầm ớt à. Ăn xí hồng xí hầu gì nó mới đã. Này, con uống mật nho, mẹ uống quá, đã quá chừng luôn. Con uống rồi, để bắt đầu không? Lên nhà bà Bảy nữa mua về uống. Sao con kêu em của con vô đây chơi như con kêu người đó bằng em hay gì? Dạ em. À, sao không kêu em vô chơi? Mới đi xe vô nó cho nó ngủ rồi mẹ. À, cho nó ngủ rồi hả? Tưởng đâu Vĩnh nó vô chứ nó nghỉ học rồi chứ nó vô chứ Vĩnh em nhì dễ thương quá. Đang đi học rồi sao nghỉ mà. À. Nó hiền hơn con ha. Dạ. Sợ. Bi. Hiền kệ nó hiền vậy để ở với mấy anh rể rồi cho mấy anh rể thương. Thì... Có ở chung đâu mẹ. Có ở chung đâu. Thì ý là lỡ nó sau này nó có đi ở với anh rể đứa nào thì anh rể cũng thương. Dạ. Chứ hung hung mà ở với anh rể đồ rồi mất công. Nó hiền tợ chứ. Phát quà ở hướng nào hả con? Trên Bác Ái mà. À. Phát áo quần hả? Vì mẹ thích phát cho người ta áo quần ta mặc à. Đồ cũ đồ cũng được. Đồ cũ này mẹ sửa này. Mẹ sửa hết luôn đẹp ghê. Cà đó mẹ biết ai cho không? Cà nó con năm lọ vô thắp nhang cho em rồi cô năm lọ cho bị cà mới cho ngày hôm qua. Hôm qua vô hả? Ừ. Bữa vô con chưa vô nhà con năm nữa. Ừ. Từ tối đến giờ. Ừ. Cho mẹ bị cà. Ừ. Mẹ cũng chiên ngừng ít hết rồi. Còn ăn mấy cá. Cà này chiên ngon. Ừ. Chiên ngon. No quá. Nãy giờ là Nhi với mẹ đã ăn xong rồi đã dọn dẹp xuống dưới rồi. Ừ. Ủa mật nho con uống có ngon hay không? Sao con không nói cho dạ, người ngon. Ta thấy để người ta uống con. Nãy con nói ngon mà. À, dạ con nãy con ngon. Dùng uống nước mía. À chứ sao mày thấy con buồn buồn rồi con không nói ngon gì hết vậy? Con thấy nói ngon luôn á. Ngon mà. Không có buồn gì hết á. Ngon, cứ nói ngon cho mẹ rồi chứ. Mẹ ngon không thấy ơi. Mẹ có buồn gì đâu. Ở Ninh Thuận mà làm mình hay có à, mật nho với rượu nghiêm nho. Chắc mà. Nhưng mà có thể nhìn những chỗ, những tỉnh thành khác đó, thì nhà ông có, chú ruột này nấu miệng nghiên chắc mà. Ông có biết về mật nho. Mật nho này là nấu từ trái nho cả nhà. Ừ. Chứ không phải là không, mật nho. Có chỗ người ta nấu nhiều quá, người ta cũng pha một chút. Người ta nói làm mà ông pha thì đố cha nào có lời gì đó. Mình nghe người ta nói vậy cũng có pha mới kiếm lời ăn chứ. Yeah. Nghiên chắc là đâu có lời đâu con. Nhưng cái này là mình mua nghiên chất, mình mua cao một chút. Dạ, yeah, hồi trước là Nhi với anh Thép có bán rượu nho, mật nho. Có lấy chỗ bà Bảy nè, cũng có lấy chỗ bà Bảy luôn. À, cũng có lấy chỗ bà Bảy ngon hơn. À, lúc mà bà Hoại không có thì lấy chỗ bà Bảy, lúc bà Bảy không có thì lấy chỗ bà Hoại. Lấy hai bên luôn, ngon, rất là ngon luôn. Đặc biệt là ở nhà mình làm mới là mình an tâm. Xin mời uống nước mía cho vui.
Vậy chứ mà mẹ nằm mẹ mở mẹ coi á, nhiều lúc mẹ thấy mẹ cũng thèm đồ ăn mà. Mẹ coi mấy người ta ăn hả mẹ? Ừ, mẹ coi mấy người ta ăn á. Bữa giờ mẹ cứ coi clip của con mày. Nam mô Di Đà Phật, hắn coi. Sao mẹ? Bữa giờ mẹ cứ coi clip của con. Từ hồi Tết giờ mẹ con chưa có ra, mẹ với con chưa có ra clip nào mà. Mấy clip đi chơi mẹ. À, mấy clip về Bình Định đó hả? Ừ. À, mấy clip về Bình Định thì đi chung chung. Còn mấy clip mà vô đây à, mẹ con với lợ cô với lợ cha chồng đồ con á, mẹ đâu có coi đâu. Dạ. Yeah. Ừ. Ủa vô đây khu nước bạc mẹ có coi không? Khu nước bạc nhà mình thì mẹ coi. Ừ. Còn khui nước bạc ở ngoài đó mẹ không coi không? Dạ. Ừ. Mẹ em con nói cái này mẹ có buồn không mẹ? Nói gì con? Là bữa giờ cũng có nhiều nhiều cô chú, nhiều khán giả rất là có ý kiến về cái mái tóc nhuộm của mẹ á. Không biết nữa, người ta kêu là mái tóc nhuộm của mẹ, người ta kêu là quê thì để quê đi, mẹ đặt nhuộm nhuộm đâu có sao đâu con, mẹ không sao không. Ý là bây giờ nói chung ra giờ là dù gì bữa nay nữa là cũng 16, ngày 16 tháng giêng đúng không? Dạ. À, cũng nói chung ra cũng gần hết Tết rồi. Hết Tết rồi. À, cũng còn chứ, còn xong thôi à, cũng còn chút đỉnh chứ, cũng hết gì lắm, hết tháng giêng mới là hết Tết. Người ta nói là tháng giêng là tháng ăn châu mà. Ừ. Tháng giêng tháng ăn chơi á con, còn cái tháng giêng nữa lận, mà giờ con hỏi cũng nó nằm ở trong cái Tết rồi. Ý mẹ nói gì luôn, đầu năm mà mẹ cũng xin trước hết mẹ cũng xin chúc các khán giả. Yeah. Đúng không con? Giờ còn Tết nữa hả mẹ? Trước hết là cũng xin chúc các khán giả năm 2022 được nhiều sự may mắn. Yeah. Chúc khán giả và vui tươi nha. À, còn con xin hỏi cái câu nói đó với mẹ đó, với mẹ cũng rất là bình thường đó. Mẹ có buồn không? Buồn. Mẹ hồi giờ quen là mẹ không buồn không? Nhiều khi con thấy mà con muốn trả lời, nhưng mà con nghĩ là mình trả lời bình luận thì cũng không có thể nào mà giải đáp được hết cái sự ý kiến của quý khán giả, cho nên là thường như không có trả lời. Không, ý là gì này, nói chung ra thì nhiều người cũng là hiểu lầm. Hiểu lầm là cái sự hiểu lầm là người ta chưa có nói thì họ phải hiểu lầm. Dạ đúng rồi. Ví dụ ai mà chưa có nói với mẹ một lời, ai nói phớt phớt qua thì họ vẫn hiểu lầm người đó như thế nào, mà họ nói một câu rất là đúng thì người ta cũng không có hiểu lầm nữa. Ý là cũng như gì, nói cho tóm tắt mô gọn là cũng như là đại khái như là mình bệnh chết đi sống lại rồi mình cũng mừng quá. Chứ hồi cái năm hồi Tết vừa rồi á, đến mức độ mà em gái á mà lo mẹ ra cắt cái đầu tóc mẹ mà mẹ không chịu cắt á, mẹ không cắt đâu. Sao vậy mẹ? Mẹ mệt, mẹ đừng có đụng vô trong cái đầu của mẹ. Em gái với cái người mà có chồng Đà Lạt á về mà gì thấy lắm. Cái đầu mẹ vậy mà lo ra cái gốc cây á cắt, mẹ không cho cắt đâu. Mẹ nói sự thật thì nói sao cái gì, năm nay trời thương cho mẹ đỡ thì mẹ cũng mừng, mẹ cũng nhụm hơn nữa. Sao là mẹ nói mẹ không buồn mà mẹ xúc động? Không, ý là mẹ nói vậy là ý là mình cũng mừng trời cho mình để mình gặp con mình. Yeah. Rồi mẹ cũng mừng, rồi xong rồi mình cũng nhụm cho vui, nhưng mà hồi giờ mình mà giá mình cũng nhụm quen rồi, không sao đâu. Chồng mình đi lấy vợ nhỏ mình thích nhụm sữa lắm, nhưng mà chẳng qua mình không có tiền. Yeah. Mình để mình sửa thôi. À, cũng ráng làm để có tiền sửa. Ý là ráng làm cho đẹp lên không? À, ráng làm để cho có tiền sửa. Nói chung ra tâm lý ai mà chồng đi lấy vợ nhỏ họ cũng như vậy hết, không phải riêng mình mẹ. Nhưng mà họ không quay clip thì người ta không thấy đó. Sửa rất là đẹp, ta sửa gấp 10 lần như mẹ. Không phải riêng mình mẹ đâu. Nhưng mẹ sửa đây là mẹ làm đây chỉ có một thôi. Còn những người kia đẹp lắm, nhưng mà mẹ cũng vẫn sửa để mẹ ráng mẹ làm kiếm tiền, mẹ cũng còn sửa mà. Còn sửa nữa hả? Ừ, sửa gì nữa mẹ? Sửa là ý là mẹ làm xanh môi hả? làm môi cho đỏ hơn. Rồi người ta biểu mẹ thì đi làm chân mày đi, chân mày nữa hả? Ừ, rồi xong rồi mẹ nói gì nè, ngại quá làm ngại, mà người bạn của mẹ người ta làm hết rồi. Nhưng mà con thấy mẹ để vậy tự nhiên là được rồi, xong đi ra đường mình sơn môi chút đỉnh là được rồi mà mẹ. Ừ. Chứ mẹ thấy ở nhà con đâu có ai sửa, đâu có xăm chân mày đâu mà. Ừ. Vẫn đẹp tự nhiên đó, quê quê nhưng mà vẫn đẹp. Ừ.
mẹ ước nguyện vậy nè, mẹ ước nguyện hồi mẹ chưa bệnh á, là mẹ ước nguyện mẹ làm sao có tiền người ta trả giá làm cái môi mẹ 1,2 triệu rồi, ta chịu rồi. Mà chẳng qua mẹ ngã xuống một trận bệnh rồi, mẹ quên cái người uống tóc đó rồi, không có tới nữa. Mà bây giờ mẹ ước lại để mẹ có tiền, mẹ quay lại mẹ làm cái môi. Người ta lên giá nha mẹ 1,2 triệu rồi. Chứ không phải ấy đâu con à. Người ta nói đời cho bông cho qua, đời không chơi nó cũng qua một đời. Phải chơi chứ. Ủa mẹ nói gì, con còn nhỏ mẹ nói gì, con nói đó là con hiểu là mẹ mẹ mình nói con nói gì vậy? Dạ hiểu chứ. Hiểu con giải thích đi, giải thích cho mẹ nghe đi. Ý là mẹ nói là không chơi là phí đời một đời đúng không? Đúng rồi. Đâu không nhận đó, thấy mẹ thấy đính đính rồi nói chuyện với ngay vậy ta. Mà sao? mẹ nói thiệt, mẹ nghe giọng mẹ con hát rồi. Dạ, nhắc con hát cũng hay á. Nghe hồi nào? Nghe bữa Tết. Con đừng có giấu mẹ. Mẹ nghe mẹ con hát hay rồi thì chắc con cũng hát hay. Công nhận á. Mẹ ngồi mẹ lóng tay mẹ con hát rồi. Vậy hả? Ừ. Nhà con mấy đứa em con cũng hát hay lắm mẹ. Chết cha, vậy là dâu mẹ cũng hát hay rồi. Thằng Vĩnh nó là ca sĩ đụng á mẹ. Chú cha mừng quá không con? Dạ. Hồi trước nó thi chương trình song ca cùng Bolero. Thôi bây giờ đến đây là con hết cái năm này thì con đĩa không có hạt, mà năm mèo con đĩa hạt á, đến này đĩa là mẹ tập cho nó hát nha. Tập làm ca sĩ hả mẹ? Làm ca sĩ á con. Mẹ thích ca sĩ quá. Nha. Ca sĩ nó phải biết hát chứ. Thì biết chứ sao không biết. Nói gì, hát thì hát lần lần thì hay thôi. Biết nó có thích làm ca sĩ không? Thích. Mẹ thích cho cháu mẹ làm ca sĩ mà mẹ ước ao. Nó làm ca sĩ nó về nó nuôi mình. Làm ca sĩ ai cũng giàu đâu mẹ. Làm ca sĩ ai cũng giàu hết không mẹ? Đâu mẹ đâu có biết. Không, nói chung ra người ông trời ông cho, người ta nói ông thờ đi khỏi thì ông giỏi chẳng làm gì á, thì nó có thờ thì người ta cũng giàu, người ta giàu một thờ vậy thôi. Thì người ta cũng kiếm tiền rồi người ta làm chuyện khác. Chứ sao mà không giàu được con? Thì nói chung ra ông trời ông cho ai cũng đủ ăn đủ mặc hết mà. Thờ nay mà. Mẹ hát một câu cho con nghe nè. Tuổi đời trên đơn côi gấp mòn đại lộ buông, đàn đêm nhắm nhằm vẹn lãng tâm tư, đi vào dị vạn đường tình không chung lối, ngày mai bước theo chồng em sáng ngang rồi ôm kỷ niệm vào thương nhớ, hôn lên tóc mềm lệ sầu thắm đôi vai, xin em một lần cho ước nguyện tình duyên mới, yêu đương không tròn xin giá từ đi anh ơi. Hát gì có sai không con? Hay mà mẹ, bữa nay bài này mẹ tập lâu chưa mà mẹ hát hay vậy? Bài này hồi mẹ còn gái à. Vậy hả? Mà mẹ sao mẹ nhớ luôn vậy? Thì nhớ chứ con. Nhớ luôn hả? Ừ. Hôm bữa ra nhà con chúc con mẹ có hát nhiều không mẹ? Mẹ hát được 5-6 bản vậy ạ. Mà mẹ hát karaoke mẹ đâu có sai, mẹ ít sai chữ mà mẹ hát gì mẹ sai nè. Bản đó được không? Dạ được mẹ. Tuổi đời trên đơn cô á, lâu lâu bạn mẹ mà bạn thân thiết á mẹ mới hát, còn mà bạn bình thường mà nhà người ta đủ vợ đủ chồng á, người ta mời mẹ vô hát một bản mẹ không hát đâu. Ủa sao vậy mẹ? Ủa bạn mà đủ vợ đủ chồng là mời mẹ không hát hả? Sao vậy mẹ? Mẹ kỹ cái chỗ đó. Mẹ hát sợ ông đó ông để ý mẹ hả? Không để ý chứ, nhưng mà mình không thích để làm những cái phiền phức. À mất công gia đình người ta lục đục hả mẹ? Không phải, ý là nếu nói về thì cái người đó người ta lịch sự thì họ vẫn kêu mình. Nhưng mà mình phải từ chối đi. Mẹ không hát đâu, hồi đó giờ cũng con hỏi là... bạn mẹ tất cả ai mà mời chị Trúc vô hát bán cho vui, mẹ không dám đâu. Giống như là người ta đủ vợ đủ chồng mà mình vô hát là mà mình hát hay quá là mai mốt người ta không mời mình hát nữa. Không phải, nhiều người đó người ta hay hơn mình chứ con. Ý là lỡ mình hát hay á, lỡ mình hát hay hơn chủ nhà hả? Không phải, mẹ không biết, nhưng mà mẹ cũng... Mẹ kỳ vô đó hả? Mẹ cũng có cái tánh cũng hơi suy nghĩ một chút. Mà điều nhiều cái suy nghĩ thì mình nói ra, còn ngày nhiều cái suy nghĩ thì mình phải để trong tim chứ. Không bao giờ nói làm chi, phải không con? Ủa con cũng vậy mà. Nhiều cái suy nghĩ mình nói ra chứ. Nhiều cái suy nghĩ mình không nên nói là cũng như không đáng nói, không thể nói.
mà mẹ ít khi ai mời, ít khi mẹ tới nhà người ta mẹ hát đó. Thôi bây giờ con kết thúc video nha mẹ. À, kết thúc video mà nhưng ý là ý là mẹ hỏi như này, mẹ không có coi cái chỗ mà người ta bình luận, bạn bạn bè đồ bình luận mà con nói đơn giản, mà mẹ suy nghĩ mẹ nói với mấy người bình luận mẹ nói vậy nó có sai sót cái gì không con? Dạ mẹ nói cũng được mà đâu sai đâu. À, ý là mẹ là một người bà giá mà. Dạ. Hả? Nói chung thì mỗi người có một cái sở thích với lại một cái gu riêng. Với lại một cái tính cách riêng, cho nên là có người thích nhuộm màu đậm, có người thích nhuộm màu nhạt, có người thích để tự nhiên, có người thích như thế này như thế kia, giống Nhi nè. Nhi thì cũng không phải là không thích nhuộm nhưng mà sợ hư tóc á cả nhà. Nó khô tóc á, tại vì mấy lần trước lúc mà đi làm trong Sài Gòn là Nhi cũng có nhuộm nhưng mà bị khô tóc quá rụng nữa. Mà lâu lâu mình nhuộm cũng được mà. Dạ lâu lâu mình nhuộm cũng được. Do hồi trước giờ khán giả quen thấy mẹ để tóc đen á, xong rồi bây giờ để mẹ thấy mẹ để tóc vàng á. Không. Nhiều người không. Đi có... mẹ hớt là con như này. Dạ. Cái hồi khán giả con không, con trai của mẹ với con cũng cũng chưa có làm cái nghề này thì thấy mẹ thời điểm là lúc đó mẹ là không có ấy, chứ mà lúc trước kia là cỡ năm mà 35 đổ lên là mẹ nhuộm mà. Dạ. Mẹ nhuộm màu vàng ít hơn cái này một chút. Dạ cái màu này nó hơi sáng quá. Ừ. Hồi trước cũng mẹ cũng nhuộm mà cái màu nó tối tối hơn. Tối tối hơn mà bây giờ mẹ không có thích xài hàng tối nữa. Giờ mình thích chanh nở hả? Nở luôn à. Nở cho người ta chú ý hơn. Không phải chú ý nhưng mà mẹ thấy đời sống ngắn ngủi quá. Dạ. Ừ, cuộc đời ngắn ngủi quá. Đó tha. Sàng sàng cứ ra đi. Đó mới hồi Tết vậy rồi Phú Quý mình ra đi hai ba người nữa rồi đó. Sao vậy mẹ? Nằm ngủ ngủ luôn à. Có một bà chị kia 3 ngày mới phát hiện đó. Ngủ trong nhà mà 3 ngày mới phát hiện luôn. Khiến cho một đứa em đi về mở cửa ra thấy á. Ở trong nhà hả? Ừ, nhà. Không có ai hết. Không ai hết. Ý là chồng bà cũng bỏ bà. Dạ. Rồi đi chôn hồi bữa 14. Dạ. Tợ ra. Kệ nó đi. Đời cho bông cho qua. Đời cho bông cho đời qua. Không chơi cũng qua một đời. Đời không chơi cũng qua một đời. Để Nhi sẽ ghim lại cái bài thơ này dưới phần mình luôn. Vui quá. Không phải ngày xưa ta đọc đời cho bông cho qua, đời có kịnh cũng qua một đời, mà bây giờ mẹ cải cách thêm. Mẹ không có biết, mẹ không có nhớ là đọc xuân câu. Mẹ nói sao bây giờ đọc là đời không chơi cũng qua một đời đi. Bây giờ mình chơi đi, nó cũng qua một đời. Ủa đúng không con? Dạ. Đúng mà. Đúng mà. Cái lứa tuổi mà 35 tới 40 xong cái nó nhảy 50 xong cứ ngó bụa xế chiều à. Kệ mẹ. Thôi giờ con kết thúc nha mẹ. À xin kết thúc video nha. Xin các bạn đừng có suy nghĩ gì nữa. Dạ. Mình nói thật lòng nhưng mà mình cũng không buồn gì đâu. Dạ. Mình vui lắm. Mỗi người xem thì mỗi người có một cái ý kiến, một góc nhìn khác nhau. À. Thì ai cũng có cái ý kiến đúng theo cái chiều hướng của mỗi người xem thôi. Cho nên là Nhi với mẹ Nhi cũng nói vài lời để cho hiểu hơn thôi, chứ cũng không phải là giải thích gì nhiều. Chắc là Nhi với mẹ sẽ kết thúc video ở đây luôn nha. Rất là cảm ơn các cô chú, các anh chị đã dành thời gian để xem hết cái video này. Để lại cho Nhi một cái like nha, một cái đăng ký kênh nữa nha. Giờ thì bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau nha.